Ngày 6 tháng 3, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Nhị Long, huyện Càng Long tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã lần thứ 10, nhiệm kỳ 2024-2029. Tham dự đại hội có đồng chí Lâm Minh Đằng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh, đồng chí Nguyễn Văn Triết, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Trà Vinh. Đây là địa phương được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trà Vinh chọn tổ chức đại hội rút kinh nghiệm và là đơn vị cấp xã đầu tiên trong tỉnh tiến hành tổ chức đại hội Mặt trận Tổ quốc nhiệm kỳ 2024-2029. Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đồng thuận, khát vọng phát triển, trong nhiệm kỳ qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Nhị Long, huyện Càng Long đã vận động các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện và chấp hành tốt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, vận động nhân dân thi đua lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo và các hoạt động an sinh xã hội ở địa phương. Đặc biệt là đã vận động xây dựng 23 nhà đại đoàn kết, hỗ trợ trao tặng gần 4.000 phần quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, xây dựng 9 cây cầu giao thông nông thôn và 5 tuyến đường đan giao thông nông thôn với tổng số tiền trên 3,4 tỷ đồng. Đến nay, toàn xã có trên 94% gia đình văn hóa và có 100% ấp đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới. Từ đó, thu nhập bình quân đầu người được nâng lên trên 66 triệu đồng trên năm. Đại hội cũng đã tiến hành biểu quyết hiệp thương dân chủ, cử 33 ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Nhị Long khóa 10, nhiệm kỳ 2024-2029, và hiệp thương đoàn đại biểu dự Đại hội Mặt trận Tổ quốc huyện Càng Long lần thứ 10, nhiệm kỳ 2024-2029. Tại phiên họp thứ nhất, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Nhị Long khóa 10 đã bầu đồng chí Lê Thị Thúy Hằng tái cử Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Nhị Long nhiệm kỳ 2024-2029.